kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Người phát ngôn trả lời việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham vấn Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới vì lợi ích của người dân ba nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo bà Hằng, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hữu nghị và tin cậy giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu đối với cả ba dân tộc. Giữa ba nước có khá nhiều cơ chế hợp tác, trong đó có tam giác phát triển. Mỗi cơ chế đều có giá trị và đóng góp riêng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước cũng như sự phát triển của mỗi nước, bà Hằng nói. Người phát ngôn khẳng định, trong 25 năm qua, hợp tác khu vực tam giác phát triển CLV góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu, nhân dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới và của ba nước. Bà Hằng cho biết, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham vấn Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới vì lợi ích của người dân ba nước, vì cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Sáng kiến thành lập tam giác phát triển do Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra tại cuộc họp cấp cao ba Thủ tướng Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại Viêng Chăn năm 1999. Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam được triển khai ở khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Campuchia quyết định rút khỏi cơ chế tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam từ cuối tháng 9. Trước đó, nhân dịp tham dự khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng ăn sáng, làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saluse Komasit và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sokchenda Sophia. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhằm triển khai kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng ba nước nhân dịp dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo tháng 12 năm 2023. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đánh giá cao tình cảm sâu sắc mà Lào và Campuchia dành cho Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như sự hỗ trợ mà hai nước dành cho Việt Nam để khắc phục hậu quả của cơn bão Iagi vừa qua. Ông khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ đặc biệt với Lào và Campuchia, luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ ba đảo, ba nước và nhân dân ba nước. Ba bên bày tỏ nhất trí về tầm quan trọng của tình hữu nghị, gắn bó mật thiết giữa ba nước đối với sự phát triển của mỗi nước, khẳng định mối quan hệ này là sự tiếp nối truyền thống khách quan, tất yếu vốn có từ trong lịch sử quan hệ ba nước. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh vai trò và giá trị chiến lược của tinh thần đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ba nước, về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hợp tác giữa ba nước. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba nước và triển khai các thỏa thuận, kết quả chuyến thăm cấp cao giữa ba nước, ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và làm sâu sắc hơn các cơ chế ba bên. Đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa Bộ Ngoại giao ba nước, tăng cường chia sẻ thông tin, quan điểm, phối hợp lập trường với các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, liên kết chinh kinh tế giữa ba nước, đẩy mạnh giao lưu, tập huấn, thanh niên và lãnh đạo trẻ nhằm vun đắp cho quan hệ lâu bền giữa ba nước. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia khẳng định việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam không ảnh hưởng đến các cơ chế hợp tác khác cả về song phương và đa phương giữa ba nước. Ba Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao mong muốn ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác phát triển hiệu quả và thực chất hơn nữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.